Thời gian gần đây, câu chuyện học nghề được giới trẻ quan tâm, đặc biệt là các em học sinh nghỉ học sớm để đi làm khi chưa có bằng cấp 2 hoặc cấp 3, với mong muốn học một cái nghề để ổn định tương lai và khẳng định mình trên con đường sự nghiệp, hướng tới đam mê và cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng vẫn còn băn khoăn vì mình chưa học hết cấp 2 hoặc cấp 3, thì liệu có đi học nghề được không? Căn cứ vào Điều 61 Bộ Luật Lao động 2012 quy định, người học nghề phải đủ 14 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, đam mê theo được ngành nghề đó là các bạn đủ điều kiện để đi học nghề rồi nhé. Và bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại trường dạy nghề Thanh Xuân, có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ở nơi đây đang có rất là nhiều các bạn học viên đang theo học các ngành nghề như sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp và điện nước. Bây giờ thì chúng ta hãy vào để giao lưu trò chuyện cùng một số bạn học viên chưa có bằng cấp 2. Các bạn đang học nghề trong này thì các bạn có gặp được cái chướng ngại vật nào không nhé? Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng mình vào lớp để giao lưu trò chuyện cùng bạn. Xin mời các bạn. Và hiện tại thì mình đang đứng ở lớp sửa chữa xe máy của trường dạy nghề Thanh Xuân. Khi theo học tại đây thì tất cả các ngành nghề nói chung và ngành nghề sửa chữa xe máy nói riêng thì có rất là nhiều các bạn đến từ các vùng miền, các độ tuổi khác nhau và trình độ học vấn khác nhau. Kể cả các bạn học xong đại học cũng có thể vào đây để học. Nhưng cũng có nhiều người thì chưa học hết cấp 2 hoặc cấp 3. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chưa có bằng cấp 2 thì có đi học nghề được không? Thì chúng ta sẽ giao lưu và trò chuyện cùng một số bạn học viên đang theo học tại khoa sửa chữa xe máy của trường dạy nghề Thanh Xuân. Khi mà các bạn chưa có bằng cấp 2 thì các bạn đi học không biết là có gặp cái trở ngại gì không nhé. Xin mời các bạn cùng mình ra đây để giao lưu trò chuyện của một số bạn học viên. Đâu là xem nhìn không có bạn nào, rất là nhiều bạn. Xin mời bạn ra đây. Chị chào em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Xin chào mọi người, em là tên là Nguyễn Văn Tân, năm nay 21 tuổi, đến từ Đại Phủ Hoài Đức, Hà Nội. Trước khi mà em đi học nghề sửa chữa xe máy thì em đã học ngành học cái gì rồi, hoặc là em đã đi làm gì rồi? Trước khi đi học xe máy thì em có ở nhà phụ giúp bố mẹ với việc linh tinh ở nhà. Còn hiện tại thì bây giờ mới được đến đây học. Thế thì khi mà em đi học nghề sửa chữa xe máy này thì cho chị hỏi một câu tế nhị một chút là em đã học hết cấp 2 hoặc cấp 3 chưa? Em thì mới học hết cấp 2 rồi ạ. Thế thì khi mà đi vào học nghề sửa chữa xe máy này thì em có theo chị được biết là khi mà học ở đây thì có rất là nhiều các anh, các chú hoặc là học hết kể cả cao đẳng đại học hoặc là học hết cấp 3 rồi mà em chưa học hết cấp 2 mà em đi vào đi em học thì em có gặp cái trở ngại gì không? Thì trước tiên là không gặp trở ngại gì, các thầy hướng dẫn thì em rất là tận tình, mọi thắc mắc thì em đều được giải đáp gọn gàng. Đấy, không có gì thắc mắc. Thì em vào đây thì chị, khi mà em học ở đây là em học được mấy tháng rồi nhỉ? Em mới học được 2 tuần. Học được 2 tuần. Thì em thấy là cái chương trình học này ấy, nó có liên quan nhiều đến với lại cái trình độ văn hóa của mình ấy, cấp 2 hoặc cấp 3 không? Mày đi học nghề này này. Em thấy không ạ. Nó không liên quan đến trình độ văn hóa đâu ạ. Nó chỉ là mình có nhanh trí hay không rồi ạ. Thì em có thấy dễ hiểu không? Em thấy các thầy dạy dễ hiểu. Giáo viên có cầm tay chỉ việc cho em không? Có, rất là tận tình rồi. Thì em có hài lòng với cái sự lựa chọn của mình không? Em cũng rất là hài lòng khi đến trường này học. Vì sao em biết lại đến trường dạy nghề Thanh Xuân nhỉ? Thì em được mọi người giới thiệu học ở đây, hoặc em lên Facebook tìm kiếm thì thấy trường này khá là uy tín và tốt. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều và chúc em học tập tốt nhé. Đấy, và vừa rồi thì chúng ta giao lưu và trò chuyện cùng một bạn học viên đến từ khoa sửa chữa xe máy. Và ngồi bên cạnh một bạn học viên nữa, cũng có một bạn học viên, theo chị được biết bạn này là sinh năm 2005. Không biết bạn đến từ đâu, bây giờ chúng ta lại hỏi bạn một chút. Xin chào bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho mọi người được biết được không? Dạ vâng, em tên là Nguyễn Đình Khánh, em sinh năm 2005 và em đến từ Nam Định ạ. Em đến từ Nam Định ạ? Vâng. Sao Khánh lại biết đến trường dạy nghề Thanh Xuân để đi học nhỉ? Em tìm trên mạng thấy như này em đi học ạ.
À, thế thì Khánh cũng được biết rằng là khi mà đi học nghề thì vào với trường dạy nghề Thanh Xuân thì có yêu cầu bằng cấp không? Dạ không ạ. Đúng rồi. À, thế thì Khánh cho chị hỏi là trước khi vào với dạy nghề Thanh Xuân này thì học nghề sửa chữa xe máy thì Khánh đã đi học cái gì rồi, hoặc là Khánh đã học hết cấp 2 chưa? Dạ em mới học hết cấp 2 rồi ạ. À thế à? Dạ, thế thì khi vào đi học thì em có thấy là cái chương trình mà học hết cấp 2 của em học văn hóa đấy với lại cái chương trình học ở đây thì nó có liên quan đến nhau nhiều không? Dạ không, không liên quan gì nữa. Yeah. Thì chị thấy rằng là các em ở đây hầu như là ít tuổi ấy, ít tuổi, bởi vì là có nhiều anh thì có nhiều chú là sinh năm 70 mấy, hoặc là nhiều anh sinh năm 80 mấy, 90 mấy cũng có, mà em là 2K5 đúng không? Thì khi mà vào đây thì như một ngôi nhà của Thanh Xuân rồi, thì em có tự ti, ví dụ như là mình ít tuổi này hoặc là mình mới học hết cấp 2 ấy, thì em có tự ti không hay là em tự tin? Dạ vâng, ở mọi người ở đây thì hòa đồng nên là cũng không phải tự ti hay gì ạ. À, thế à? Vâng. Em đã theo học ở đây được lâu chưa? Em mới học ở đây gần tháng nữa. À, thế, à? Dạ, vâng. Thế thì theo em đến giờ phút này thì em thấy rằng là cái chất lượng dạy như thế nào, giáo viên đấy thì với lại nhà trường thì như thế nào đối với em? Em có thấy hài lòng với cái chất lượng không? Dạ vâng, thầy dạy rất là nhiệt tình ạ, chỉ rất là nói chung là tâm huyết ạ. Dạ, vâng. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc em học tập tốt nhé. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn em. Vâng, như các bạn đã thấy thì chúng ta vừa rồi đã giao lưu và trò chuyện cùng một số bạn học viên đến từ khoa sửa chữa xe máy của trường dạy nghề Thanh Xuân. Khi các bạn chưa có bằng cấp 2 hoặc cấp 3, các bạn vẫn tự tin để đi học nghề, bởi vì là các bạn chỉ cần đủ 14 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, đam mê, yêu nghề là các bạn có thể hoàn toàn mở đi học một cái nghề rồi. Dù ngắn dù dài nó cũng là một cái nghề, đúng không các bạn? Và với trường dạy nghề Thanh Xuân thì sẽ cam kết đào tạo thành nghề cho tất cả các bạn. Nhà trường không yêu cầu bằng cấp, các bạn chỉ cần đủ 14 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, đam mê, yêu nghề là các bạn hoàn toàn có thể theo học ở đây được rồi. Khi các bạn học xong, nhà trường sẽ cấp chứng chỉ và giới thiệu việc làm cho các bạn. Học không hiểu được học lại miễn phí nên các bạn hoàn toàn yên tâm, không phải ái ngại hay là lo ngại rằng là chúng ta chưa có bằng cấp thì chúng ta liệu có đi học nghề được không. Các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà lựa chọn ngôi nhà của trường dạy nghề Thanh Xuân các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta cũng đang đứng cùng một bạn học viên đến từ khoa sửa chữa xe máy của trường dạy nghề Thanh Xuân. Chúng ta hãy giao lưu và trò chuyện cùng bạn nhé. Xin chào bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Em là Lê Mạnh ạ. Em sinh năm 2007. Em sống ở Hà Nội ạ. Thì trước khi mà em đi học nghề sửa chữa xe máy này thì em đã học hết lớp mấy rồi? Em học hết lớp 7 ạ. Thế vì sao em lại đi chọn nghề sửa chữa xe máy để theo học nhỉ? Em thích ạ. Em thích à? Thế em đã theo học được nghề sửa chữa xe máy được lâu chưa? Em được 2 tháng ạ. Thế khi mà đi học nghề sửa chữa xe máy thì em có cảm thấy khó? Bình thường ạ. Thế khi mà đi vào đi học thì theo chị được biết là có rất là nhiều các chú, các anh nhiều tuổi và cũng có trình độ văn hóa, kể cả là cao đẳng, đại học và trung cấp và học hết cấp 3 rồi. Mà bản thân em thì học hết lớp 7, thì vào đi học thì em có thấy cái khó khăn gì không? Không ạ. Thì em đã theo học ở đây được mấy tháng rồi nhỉ? 2 tháng ạ. Thì đến bây giờ thì em đã học được nhiều chưa và em thấy cái chất lượng như thế nào? Học được khá khá rồi ạ. Thế thì cái mục đích của em là khi mà học xong ở đây thì ra thì em sẽ đi làm thuê cho họ hay là em về mở cửa hàng? Em thuê ạ. Đi làm thuê à? Thế có cái dự định là sau này mình sẽ mở cửa hàng cho riêng mình để làm ông chủ không? Không ạ. Không ạ? Ok em. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc em học tập tốt nhé. Vâng. Rồi, bắt tay cái. Vừa rồi thì chúng ta đã giao lưu và trò chuyện cùng một số bạn học viên đến từ trường dạy nghề Thanh Xuân. Khi chúng ta đã được nghe các bạn trả lời các cái câu hỏi rằng là khi mà chưa có bằng cấp 2 hoặc cấp 3 thì đi học nghề thì có gặp cái khó khăn gì không? Và hoàn toàn không các bạn nhé. Khi các bạn đam mê và yêu nghề thì các bạn có thể hoàn toàn học nghề rồi. Bởi vì đi học nghề các bạn chỉ cần đủ 14 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, đam mê, yêu nghề là các bạn hoàn toàn có thể theo học nghề tại trường dạy nghề Thanh Xuân rồi các bạn nhé. Và khi các bạn muốn học các ngành nghề như là sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp và điện nước, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với trường dạy nghề Thanh Xuân có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể liên hệ theo số hotline 0961677445, website daynghethanhxuan.org. Các bạn lưu ý là dạy nghề Thanh Xuân chỉ có một địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thôi các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay của trường dạy nghề Thanh Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.